Hai, chào tao mọi người. Thì mình mới vừa về con lửa rồi. Lửa đuôi 20, nhưng mà mình không biết đúng 20 hay không. Giờ mình sẽ mình đo cho mọi người xem. Nói chung là sảy mình một cái con lửa đuôi 15 năm ổn ghê mọi người. Mà giá cực rẻ luôn chứ không phải là giá mắc nữa mọi người. Lửa nếu mà đúng bây giờ thị trường mà lửa đuôi mà 15 năm á, bây giờ bán bèo lắm là phải hai mấy gần 30. Nhưng mà con này giá không tới luôn mọi người. Do là ở trong bản á, vừa ra là họ bắt luôn mọi người. Và ra là có người thấy là họ bắt. Và họ lấy trước mình. Chứ nếu mà về tới tay mà thợ của mình á, tới lái của mình á thì tất nhiên là sẽ biết được mọi người. Nói chung với lại thợ bây giờ họ khôn lắm mọi người, cứ gạ ai có giá được giá là họ bán hết. Wow, rồi con này đuôi cực kỳ đẹp luôn mọi người. Mọi người giờ đuôi nó nè, đây mình đo đây mọi người thấy không? Hai cọng lao nằm ở hai bên thôi mà là 4 cm. Ủa, bán đuôi cực kỳ to luôn. Đặc biệt cái nữa mọi người, đánh con cam. Móng hồng luôn mọi người, móng hồng như là móng hồng như chân luôn. Giờ mình sẽ đo đuôi cho mọi người xem. Đuôi lụa luôn nha mọi người. Đây. Đó mọi người thấy không? Đó. Giờ mình sẽ đo. Còn cái khâu đo đuôi thì khá là phức tạp. Là sợ không khéo một cái là nó sảy cái là xong. Ít lắm mọi người ơi. Đây. Một cộng 20 đúng. Giờ tới cộng đây. Một cộng là 20 lẻ 2. Một cộng 20 lẻ 2, một cộng 20 đúng mọi người. Đây. Hơi khá là bò. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Giờ mình sẽ soi bông nó thử xem nó có hay không. Thật sự mà nói chắc không có bông đâu mọi người. Con này nuôi đã một tháng hơn rồi mọi người, được mấy ngày nữa. Nói chung là mình ở đây là không có gió cũng chả có gì hết nha mọi người. Bản nuôi nó khá là to, mình đo được một bản luôn bao nhiêu. Một bản của nó là 2.2 cm mọi người. Giờ mình sẽ thả vào trong lòng cho mọi người xem. Đây, nói chung là lòng là mình đã sẵn sàng rồi. Không? Ồ, cái bản đuôi nó to.
rồi mình lấy tiếng kính cắm hàng. Thực sự chim nhà mình là không còn thiếu cái món này đâu mọi người. Tiếng kiến thì lúc nào cũng có. Mình thấy khá là ngon. Thấy đẹp không? Mặt nó khá là giữ chim luôn mọi người. Thôi mình xin kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu anh em nào thích con này thì alo cho mình. Trong mới giờ cho nên là giá sẽ khác, cho nên là mình không sẽ không báo được nha mọi người. Thì anh em nào thích nó thì alo cho mình, số mình là 0929887346 nha mọi người. Thì anh em thì chim của mình thế nào thì mình đã quay hết toàn bộ cho anh em xem rồi đó, đuôi và có đo cho anh em xem luôn rồi. Thì anh em nào thích thì cứ liên hệ với mình ha. Rồi thì chim mình có ship khi mà nói chung là khi mà tiền nó vào tài khoản thì mình sẽ ship cho mọi người. Sợ mà nói là cái việc mà gửi chim đi rồi mà anh em cứ nói này nói kia thì thật sự mà nói là mình cũng biết sao nữa. Thì thật sự mình gọi đầu cũng khá là khó luôn rồi. Thì mình có bán cho một anh thì mình cứ nghĩ là anh em tin tưởng lẫn nhau thôi, nhưng mà ảnh hẹn lần hẹn lượt hoài thì hy vọng á là anh xem được cái clip này anh gửi giúp mình chứ. Thật sự nói một con chim mình bán á thì mình không có lời bao nhiêu hết, mà tiền công cán tiền thợ tiền đồ là khá là nhiều luôn á. Thì mong anh xem cái video này, được thấy được video này thì anh gửi giúp mình, thì không có ít thì cũng gửi, không có nhiều thì gửi ít cũng được. Chứ thật sự nói là ai cũng kẹt hết mọi người, thì biết thì mặc dù biết thì anh cũng có chuyện gia đình, thì mình thì cũng phải ăn chứ không phải là mình không phải không ăn đâu, nên là mong anh thông cảm ha. Thì nếu có anh thấy được thì anh gửi trước cho mình một ít đi. Thực sự mà nói là chứ để nhiều quá thì cũng ngại lắm. Mình thực sự mà nói mình đòi đi gọi điện thoại mà mình đi đòi thì thực sự mà nói là rất là ngại luôn mọi người. Cho nên là mình chỉ chia sẻ thôi, còn người nào thì mình sẽ không có nói được, thì do anh em thì tin tưởng lẫn nhau thôi. Mà mình nói chung là mình cũng đã tin anh rồi, cho nên là mong anh tin mình, tin tính bản thân mình đã nói những gì của mình, và mong anh nói chung là mong anh giúp mình gửi tiền lại giùm mình nha. Thì mình xin kết thúc tại đây, chào tạm biệt tất cả mọi người nha.